Bác sĩ cho em hỏi sẹo lõm thủy đậu điều trị bằng phương pháp nào? Thưa bác sĩ, sẹo thủy đậu để lại khi làm có thể phục hồi tốt không? Nope. Em bị sẹo lõm thủy đậu thì bôi được không ạ? Bác sĩ ơi, sẹo lõm thủy đậu có áp dụng được phương pháp trên không? Bị sẹo thủy đậu lâu năm thì mỗi lần điều trị bao nhiêu tiền không ạ? Có rất là nhiều những cái câu hỏi của bạn liên quan đến điều trị sẹo thủy đậu. Và mình nhận thấy là chưa có một cái video nào chia sẻ với các bạn từ A đến Z tất cả những cái điều gì liên quan đến các cái phương pháp điều trị sẹo thủy đậu về hiệu quả rồi tất cả mọi thứ. Trong video này thì các bạn sẽ biết được những cái phương pháp nào phù hợp để điều trị sẹo lõm thủy đậu ở giai đoạn mới hay là sẹo thủy đậu lâu năm. À, đặc biệt đấy là cái hiệu quả của những phương pháp điều trị đấy nó đạt đến mức độ như nào và chúng ta có phải điều trị nhiều lần không? Nope. Chúng ta có mất nhiều tiền không? Bật mí cho các bạn là ở cuối video mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái cách giúp cho các bạn tiết kiệm nhất, giảm chi phí tối đa nhất để các bạn không phải đến những cái phòng khám, những cái bệnh viện để điều trị sẹo thủy đậu. Các bạn nhớ xem đến cuối video và đừng quên đăng ký kênh nhé. Và bây giờ sẽ là những cái phương pháp điều trị hiệu quả phù hợp cho từng cái giai đoạn và cho từng cái mức độ sẹo thủy đậu. Mình sẽ chia ra cho các bạn thành hai nhóm sẹo thủy đậu mà chúng ta chọn những cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là đối với những sẹo thủy đậu mới dưới 3 tháng thì cách điều trị đơn giản và ít tốn kém cũng rất là hiệu quả đối với các bạn, đó là điều trị tại nhà. Các bạn chăm sóc những cái vết sẹo thủy đậu kỹ, giữ ẩm và chống nắng kỹ. Đồng thời các bạn sử dụng những cái loại kem có cái thành phần tretinoin hay là adapalene, thì đó là những cái loại kem giúp kích thích tăng sinh collagen và phục hồi những cái vết sẹo lõm sau thủy đậu rất là tốt. Những cái loại kem này các bạn hoàn toàn có thể mua được ở ngoài hiệu thuốc hoặc là bác sĩ sẽ kê đơn cho các bạn. Nhưng mà các bạn muốn làm cái sẹo thủy đậu nó nhanh phục hồi hơn, nó nhanh đầy hơn thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động trị liệu sớm hơn. Những cái phương pháp điều trị sẹo rất là đơn giản như là lăn kim, như là phi kim hay là laser sirolimus fractional, các bạn có thể làm sớm trong giai đoạn này thì thứ nhất là cái hiệu quả nó đầy sẹo lõm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, thứ hai là chắc chắn là sẽ mất rất ít số lần làm nên là cái hiệu quả cũng như cái chi phí của bạn sẽ bỏ ra rất là ít thôi. Nhóm sẹo thứ hai mà các bạn quan tâm đó là những cái sẹo rỗ sau thủy đậu từ 4 tháng trở lên, hoặc là những cái sẹo rỗ rất là nhiều năm, lâu năm thì các bạn buộc là phải sử dụng những cái phương pháp điều trị có xâm lấn, để đặc biệt ấy là cái sơ, mình tiết lộ cho các bạn một điều là cái sơ sẹo do thủy đậu nó rất là chắc, nó rất là dai hơn rất là nhiều so với các sơ sẹo do mụn trứng cá hay là những cái sơ sẹo teo khác. Chính vì vậy bắt buộc các bạn phải giải phóng, phải tách cái đáy của cái sơ sẹo ra thì cái mô collagen nó mới tăng sinh ở cái đáy sẹo lõm, nó mới lên được. Còn nếu chúng ta không tách được ra thì chắc chắn không lên. Nhưng mà chỉ cần các bạn tách được cái sơ sẹo ra và sau đó chúng ta đưa những cái chất tăng trưởng vào thì chắc chắn là cái hiệu quả nó lên, chắc chắn là nó lên. Thông thường điều trị các trường hợp lõm do sẹo thủy đậu để lại thì cái hiệu quả nó có thể đạt tới 95% sau 2 lần điều trị. Còn nếu mà chúng ta mong muốn cao hơn, hoàn hảo hơn, khoảng hoàn toàn 100% ấy, thì chắc chắn chúng ta phải kết hợp thêm một vài lần điều trị khác bằng một số cái phương pháp để tái tạo bề mặt như là laser surfactional, như là mài vi điểm, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái kết quả tối đa nhất. Đó là các lựa chọn, phương pháp và hiệu quả. Và chi phí cũng là một vấn đề mà các bạn rất là quan tâm. Điều này thì hơi khó bởi vì không có cơ sở nào giống nhau. Các cơ sở thì sẽ có cái mức đầu tư, các trang thiết bị cũng như là những người điều trị khác nhau, nên là cái chi phí nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà thông thường theo mình ước lượng cũng như là mình có tham khảo ở một số cái cơ sở phòng khám, bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ ấy, thì mỗi lần điều trị với sẹo thủy đậu này thì nó sẽ rơi vào dao động từ 2 cho 5 triệu cho một lần điều trị. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng, cái mức độ sẹo thủy đậu của các bạn, nó có lâu năm hay không, hoặc là sẽ phải áp dụng nhiều những cái kỹ thuật cao vào hay không, như là có cần phải làm PRP hay không, có cần phải dự laser CO2 hay không. Thì cái điều này để mà các bạn biết rõ được chính xác thì các bạn gần cơ sở nào, các bạn tìm hiểu được cơ sở nào thì các bạn đến những cơ sở đó hoặc là liên lạc để hỏi cụ thể về cái chi phí. Cái này nó sẽ rất là khó và ý kiến của mình nó chỉ là một cái ý kiến cá nhân tham khảo để cho các bạn có thể là lựa chọn thôi. Chúng ta biết rằng là sẹo thủy đậu thì chắc chắn phải là sau khi mắc thủy đậu, hay là trước đây dân gian hay gọi là bệnh cháy rạ hay là bệnh lên canh trâu ấy.
Nhưng mà không phải ai mắc thủy đậu thì cũng để lại những cái sẹo lõm. Vậy thì các bạn chú ý vào đây, đây là những cái nguy cơ mà để lại, dễ để lại cái sẹo lõm do thủy đậu nhiều nhất. Thứ nhất là đối tượng. Hầu hết người lớn và thanh thiếu niên trên 12 tuổi khi mà mắc thủy đậu thì cái nguy cơ để lại sẹo lõm cực kỳ cao. Bên cạnh đó, không những là tỷ lệ để lại sẹo lõm cao ấy, mà người lớn mà mắc thủy đậu thì cái nguy cơ tiến triển thành cái biến chứng nguy hiểm rất rất cao, cao hơn rất nhiều so với trẻ em. Các cái biến chứng nặng như là viêm não này, viêm phổi này, nhiễm khuẩn huyết này và rất nhiều biến chứng khác, mà thậm chí có những biến chứng nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng. Cái yếu tố thứ hai mà khiến cho những người bị mắc thủy đậu dễ để lại sẹo lõm hơn những người khác là cái việc phát hiện ra muộn, điều trị muộn cũng như là cái chăm sóc vệ sinh rất là kém, nên là cái nguy cơ mà những cái tổn thương đó nó bị bội nhiễm, nó bị nặng hơn so với những người bị phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và cái yếu tố thứ ba nó cũng làm tăng cái nguy cơ để lại những sẹo lõm nhiều hơn, đó là sau khi mà các bạn khỏi thủy đậu ấy thì các bạn không chăm sóc những cái vết sẹo, những cái vết thương này nó đúng cách. Các bạn không có dùng những cái kem, những cái thành phần để kích thích tăng sinh collagen tại cái vị trí sẹo rỗ, sẹo hơi lõm do thủy đậu ngay mới đó. Và điều đặc biệt cuối cùng, mình sẽ bật mí cho các bạn cái cách như lúc đầu mình nói là làm thế nào để mất ít tiền nhất, mất ít thời gian nhất và không phải đến các cơ sở điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm do thủy đậu ấy. Đó chính là chúng ta tiêm vaccine thủy đậu càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta tiêm được từ nhỏ thì cái việc bảo vệ lâu dài cực kỳ tốt. Nếu người lớn mà chúng ta chưa tiêm hay là chưa phát hiện ra mắc thủy đậu lần nào thì chúng ta cũng đi tiêm. Bởi vì nó sẽ có hai trường hợp. Một ấy là chúng ta tiêm vaccine có trên 95% cái khả năng bảo vệ do vaccine cho chúng ta. Và nếu chúng ta không bị thủy đậu thì rõ ràng làm gì có sẹo lõm mà điều trị, đúng không? Thứ hai là nếu không may chúng ta bị mắc thủy đậu thì vaccine nó giúp chúng ta bảo vệ tốt rồi. Nên là cái diễn biến cái triệu chứng của bệnh thủy đậu đó nó cũng sẽ rất là nhanh khỏi, cái triệu chứng rất là nhẹ và hầu như là các cái biến chứng nặng hầu như không xảy ra. Vậy là cái nguy cơ mà bị sẹo lõm nó cũng sẽ giảm thấp đến mức tối đa, có thể nói là hầu như không bị sẹo lõm luôn. Và đặc biệt một cái nữa là khi mà chúng ta tiêm phòng vaccine phòng thủy đậu ấy thì có một cái nguy cơ chúng ta cũng sẽ được lợi, đó là chúng ta sẽ giảm tối đa cái nguy cơ mà chúng ta không bị mắc, giảm tối đa thôi nhá, cái nguy cơ không bị mắc bệnh zona thần kinh về sau. Đó, một công mà được rất là nhiều việc, đúng không ạ? Không bị mắc này, không bị sẹo lõm này, giảm cái nguy cơ bị zona thần kinh về sau này. Vậy thì đó là cái cách rẻ tiền nhất và đơn giản nhất rồi. Về vaccine thủy đậu thì đối với những trẻ từ đủ 1 tuổi cho đến 12 tuổi thì cần phải tiêm 2 mũi, cách nhau ít nhất là 1 tháng. Còn đối với thanh thiếu niên hay người lớn từ 12 tuổi trở lên thì chúng ta chỉ cần tiêm 1 mũi thôi. Nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ rất là tốt. Tội gì mà chúng ta không đi tiêm ngay nhỉ? Ok, đó là tất cả những cái chia sẻ của bác sĩ cho các bạn về sẹo thủy đậu, phương pháp điều trị, hiệu quả, các cái cách thức lựa chọn, nguyên nhân và cái cách dự phòng. Vậy thì nếu các bạn có bất cứ những câu hỏi nào, các bạn hãy bình luận xuống phía dưới video. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo lên nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.